Mọi người, mình tên là Huỳnh Anh, đến từ trường trung học phổ thông Điểu Cải. Mình đã theo dõi chị Hiên được khoảng 3 năm rồi. Và mình rủ chị ngay từ lần đầu tiên khi nghe chị giảng văn cho các anh chị khóa trước. Mình siêu thích chất giọng của chị bởi vì nó vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng, lại còn thủ thỉ. Cách dạy văn của chị cũng khiến cho mình có thêm niềm yêu văn học và yêu cả những thi nhân. Mình đã tham gia chiến dịch viết văn nghị luận xã hội mà chị tổ chức trước đó. Mình cảm thấy rất bổ ích đối với mình khi được giao lưu cùng với các bạn khác, tìm thấy những điều mới mẻ và sai sót để có thể khắc phục cho bản thân mình hơn. Và hôm nay, khi phát súng đầu tiên của chiến dịch dạy sớm học văn cùng chị Hiên đã xuất phát thì mình đương nhiên vẫn sẽ sẵn sàng tham gia rồi. Mặc dù là giọng của mình không được hay cho lắm, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để phá bỏ giới hạn của bản thân, để chấp nhận thử thách mà chị giao ra lúc sáng, đó là làm clip phân tích 8 câu thơ của đoạn thơ thứ 3 trong bài thơ Tây Tiến do nhà thơ Quang Dũng sáng tác. Mong rằng mọi người sẽ lắng nghe và góp ý thêm để mình có thể khắc phục nhiều hơn nữa. Chúng mình cùng bắt đầu thôi. Nếu như nói về nền văn học Việt Nam trong khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp, chúng ta không thể bỏ qua cái tên Quang Dũng. Quang Dũng là nhà thơ, là một người chiến sĩ cách mạng, vừa đa tài, vừa đa tình. Ông có thể làm thơ, viết văn, vẽ tranh hay cả những soạn nhạc nữa. Nhưng để nói về mảng thơ, ông thường viết về đề tài người lính. Có lẽ bởi vì tình hình đất nước lúc bấy giờ và bản thân ông cũng là một người lính nên ông hiểu rõ hơn về họ. Ông mang trong mình một hồn thơ hùng hậu, phóng khoáng, lại lãng mạn và tài hoa nên thơ của ông dễ đi vào lòng người hơn hẳn. Được nhận định là hiện tượng nhà thơ một bài, có lẽ cũng có lý do của nó. Bởi vì Quang Dũng đã thành công khi dựng lên cho mình một bức tượng đài về người lính bất tử qua bài thơ Tây Tiến, nên tên tuổi của ông từ đó cũng gắn liền với kiệt tác này, nên bài thơ này ra đời trong khoảng thời gian 1947-1948. Đó là câu chuyện vào đầu năm 1947, thì một đơn vị quân đội đã được thành lập mang tên Tây Tiến, đóng quân trên mảnh đất miền Tây Bắc Bộ Việt Nam. Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là các trí thức trẻ ở Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên như Quang Dũng. Sau một thời gian chiến đấu, cuối năm 1948, Quang Dũng đã chuyển sang đơn vị khác. Rời đơn vị chưa lâu, Quang Dũng đã thể hiện niềm thương nỗi nhớ của ông đối với đồng đội cũ. Tại Phù Lưu Chanh, bài thơ tiêu biểu cho đời thơ của Quang Dũng xuất hiện, thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật của ông và được in trong tập thơ Mây Đầu Ô. Trước tiên, mình cùng điểm qua nội dung của đoạn thơ thứ nhất và đoạn thơ thứ hai nhé. Nỗi nhớ của Quang Dũng rộng lớn lắm, bao gồm cả thiên nhiên và con người vùng đất miền Tây. Nếu như ở đoạn thơ đầu tiên, nhà thơ đặc tả nỗi nhớ về những chặng đường hành quân vất vả, gian lao, gắn liền với thiên nhiên tuy hùng vĩ mà khắc nghiệt trong ký ức của ông. Ở đoạn thơ thứ hai lại tái hiện những kỷ niệm đẹp của tình quân dân trong đêm liên hoan vùng biên giới, thì ở 8 câu thơ của khổ thơ thứ ba này lại khắc họa nỗi nhớ rõ nét hơn nữa. Đó là nỗi nhớ da diết về tình đồng đội, về những người đồng đội trong binh đoàn Tây Tiến.
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Hình tượng người lính Tây Tiến hiện lên với dáng vẻ tuy có phần kỳ dị nhưng không giấu được vẻ oai phong lẫm liệt của họ. Không mọc tóc, cụm từ này đã hiện lên bao khắc nghiệt, bao khó khăn trong hành trình băng rừng lội suối, ẩn mình trốn rừng thiên nước độc. Đối với căn bệnh sốt rét, phải đối mặt với căn bệnh sốt rét rừng quái ác, không có thuốc chữa trị. Ở đây, nói là không mọc tóc, chứ không phải là tóc không mọc. Tác giả đã cho người đọc thấy rằng nó là từ trạng thái bị động, thì người lính Tây Tiến đã chuyển hẳn sang trạng thái chủ động. Họ tự cạo trọc đầu của mình để có thể phù hợp hơn với thời tiết khắc nghiệt. Qua đó thì người lính Tây Tiến hiện lên với dáng vẻ hiên ngang, thách thức mọi giới hạn, mọi nghịch cảnh. Dù có nguy hiểm đến thế nào thì người lính Tây Tiến vẫn mang trong mình một vẻ oai phong lẫm liệt, hiên ngang trước mọi khó khăn. Đoàn binh xanh một màu lá ngụy trang, hay còn có thể hiểu rằng khi hành quân thì việc thiếu thốn dinh dưỡng từ thức ăn cũng là điều dễ hiểu. Nếu như hùm beo là động vật đáng sợ chúng rừng xanh, thì ở đây người lính Tây Tiến có dáng dấp còn đáng sợ hơn cả chúng. Đôi mắt trừng luôn đề cao cảnh giác, khiến cho kẻ thù phải luôn e dè và khiếp sợ. Viết về người lính, Quang Dũng luôn nói đúng sự thật, nhưng không đi sâu vào những gian khổ mà nghiêng về vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn của người lính Tây Tiến hơn. Ra đi khi còn rất trẻ, mang trong mình bao lý tưởng vĩ đại. Họ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thế nên chỉ có thể ngắm nhìn quê hương qua những giấc mộng từ phương xa, bằng hình ảnh của những thiếu nữ Hà Thành, qua cụm từ dáng kiều thơm, nổi bật lên vẻ phong trần, lãng mạn. Những con người cùng chung chí hướng, quyết xả thân vì tổ quốc, vì quê hương và đất nước của mình. Họ sẵn sàng hy sinh để giành lại được độc lập, được tự do, thà chết trước trận chứ không hề muốn đào ngũ trở về. Đó là một sự hy sinh hiện lên không bi lụy mà lại thấm đẫm tinh thần bi tráng. Người lính Tây Tiến không chỉ mang vẻ đẹp thời đại, mà họ còn phản phất tinh thần hiệp sĩ thời xưa nữa. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Hai câu thơ này đã hiện lên một bức tranh với những nấm mồ rải rác và những người anh hùng đã ngã xuống. Họ ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp của mình. Tác giả đã dùng từ Hán Việt biên cương viễn xứ để thể hiện được sự bi tráng cổ kính của cái chết của những người đồng đội. Tác giả đối diện với sự thật và không e ngại khi nhắc đến cái chết của những người lính Tây Tiến, vì chiến trường mưa bom bão đạn không tránh được sự tan thương mất mát. Quang Dũng đã khoác lên tấm áo bào cho đồng đội, khiến cho cái chết cũng trở nên oai phong lẫm liệt hơn hẳn. Nhưng thực ra những người lính khi ngã xuống trên chiến trận cũng chỉ có một manh chiếu, một mảnh áo của đồng đội hay là một tấm chăn do nhân dân đắp lên mà thôi. Áo bào thay chiếu anh về đất,
song mã gầm lên khúc độc hành. Anh về đất là cụm từ thể hiện một cái chết nhẹ nhàng và thanh thản khi đã hoàn thành được trách nhiệm của thời trai trẻ đối với đất nước của mình. Khi còn sống, những người lính họ chiến đấu cho tổ quốc, cho đất mẹ, thì khi ngã xuống, người mẹ ấy vẫn ôm anh vào lòng và không chỉ có những con người Việt Nam mới cảm thấy biết ơn và đưa tiễn họ, mà cả những thiên nhiên hùng vĩ, sông núi Việt Nam cũng cảm thấy biết ơn và tiếc thương, đưa tiễn họ bằng những khúc hùng ca, bằng những khúc hùng ca bi tráng về nơi an giấc ngàn thu, tiễn đưa những người con ưu tú về với đất mẹ. Đoạn thơ thứ ba này đã khắc họa rõ nét nỗi nhớ đồng đội sâu sắc của nhà thơ. Ông đã sử dụng từ ngữ Hán Việt để tăng thêm phần cổ kính, trang trọng, đồng thời cho thấy được sự trân trọng, cảm thông vô hạn của nhà thơ trước sự hy sinh cao cả của những người đồng đội vì tổ quốc, vì đất mẹ, quê anh mà sẵn sàng xả thân, mơ về một ngày hòa bình được lặp lại, con người được tự do và hạnh phúc, không còn mưa bom bão đạn, không còn kẻ thù. Khi ấy, lý tưởng cao cả của những người lính mới được thực hiện. Và đây cũng là lời kết thúc của phân tích 8 câu thơ của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong là mọi người sẽ cho mình thêm nhiều góp ý. Tạm biệt mọi người.